Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm kẹo nougat, một món kẹo rất phù hợp cho dịp Tết sắp đến. Thì cách làm đơn giản nè, mà kẹo rất là ngon. Trong video Diễm chia sẻ một công thức sô-cô-la, một công thức cà phê sữa dừa và một công thức cơ bản để từ đó mình có thể pha chế thêm nhiều cái hương vị khác nhau nữa. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm kẹo với Diễm nha. Để làm kẹo nougat thì hai cái nguyên liệu không thể thiếu là marshmallow và bột sữa. Thì marshmallow này Diễm mua trong siêu thị của Na Uy, nó loại to như vậy. Thì nếu mà nó to đó mình sẽ cắt ra cho nó nhỏ nha, để khi mà mình làm tan nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà có cái loại nhỏ thì mình không cần. Mình nên lựa cái marshmallow mà cái hạn sử dụng còn mới thì nó sẽ ngon hơn. Về bột sữa thì Diễm sử dụng của Nestle, còn nếu mà mình không có thì mình mua sữa bột cho em bé trên 1 tuổi uống là được. Để tạo cái độ giòn và bùi cho kẹo thì mình sẽ sử dụng hạt. Mình thích hạt nào thì mình cho hạt đó đều được. Thì hạnh nhân nè, đậu phộng, cái này Diễm mua sẵn, nó đang sẵn tiện lắm. Nhưng mình lưu ý là mình mua cái loại không có muối. Để tạo màu sắc cho kẹo thì mình sử dụng trái cây khô á, tùy mình thích. Mình có thể sử dụng nho khô, Nam Việt quất khô, kỳ huy khô hoặc là giỏ cam, giỏ quýt đó, loại mứt đó cũng ngon nữa. Và thêm một nguyên liệu để tạo thêm hấp dẫn cho kẹo đó chính là cái bánh quy giòn này nè. Mình lựa hiệu nào cũng được ha, Diễm thì Diễm dùng hai cái hiệu này. Đầu tiên mình sẽ đi làm cái công thức cơ bản trước. Thì dùng một cái chảo chống dính nha, mình cho vào 50g bơ lạc, tức là bơ không có muối á. Mình bật lửa lên để mình làm tan bơ. Thì bếp của Diễm có 9 số đó, Diễm để số 4 nha. Mình làm cho bơ nó tan hoàn toàn hết rồi bắt đầu mình mới cho marshmallow. Thì Diễm cho 150g và mình cũng giữ cái lửa ở số 4 gì ha. Mà cũng tùy cái bếp đó, quan trọng là mình để cái lửa nhỏ nha, không có để cái lửa lớn, dễ làm cho cái marshmallow nó chưa tan hết mà nó bị cháy đó. Và mình trộn cho nó thật là đều. Khi mà mình thấy nó tan á thì mình cứ khuấy nhẹ như vậy cho tới khi mình thấy nó có một cái độ sệt, nó chảy ra hoàn toàn ha. Thì như vậy á, cái kẹo của mình nó khi làm xong nó mới bóng, nó đẹp và nó có cái độ mềm dẻo. Diễm cho vào một muỗng cà phê đường vani. Mình khuấy cho đường vani hòa tan hết với hỗn hợp marshmallow rồi mình mới cho sữa bột nha. Sữa bột á thì Diễm có 100g và mình chia ra làm 3 lần nha. Cứ cho một lần vào rồi mình trộn lên cho thật là đều. Lưu ý là mình để cái lửa nhỏ ha. Sau khi mình thấy đều rồi thì mình tiếp tục mình cho 1/2 còn lại vào. Kẹo này Diễm thấy dễ ở chỗ là mình có thể điều chỉnh cái lượng marshmallow và cái sữa bột tùy theo cái ý mình thích ha. Nếu mà thích cái kẹo mà nó mềm thì mình cho sữa bột ít lại. Nếu mà mình muốn tăng cái độ ngọt thì mình cho marshmallow nhiều hơn tí xíu. Diễm thấy với công thức mà Diễm chia sẻ này thì Diễm thấy viên kẹo ra rất là vừa đủ ha, không có quá mềm cũng không quá cứng và độ ngọt thì cũng vừa lắm. Sau khi trộn đều hết bột sữa rồi thì mình cho vào 50g hạnh nhân rang vàng. Vì cái lượng hạnh nhân này ít á, Diễm cho lên chảo ha, Diễm rang ở cái lửa trung bình nhỏ khoảng 5-6 phút. Còn nếu mà mình làm số lượng lớn thì mình có lò nướng á, mình cho vào mình nướng ở nhiệt độ 180 độ C từ 7-8 phút. Diễm cho thêm vào 30g Nam Việt quất khô và 30g trái cây khô, trong đây nó có cái vỏ cam khô rất là thơm. Rồi mình trộn lên cho thật là đều hết ha, mình cũng để cái lửa nhỏ luôn. Khi mà trộn tất cả những nguyên liệu thì mình thấy nó sẽ tạo thành một cái khối, nó mềm ha, mình thả ra thì mình thấy nó chảy nhẹ, như vậy thì Diễm thấy công thức nó rất là chuẩn. Chuẩn bị một cái tờ giấy nướng bánh á, Diễm sẽ cho cái phần kẹo mà mình đã làm nóng trên bếp ra. Đó, lúc mình lấy ra mình thấy nó hơi mềm và nó chảy nhẹ như vậy. Và mình sẽ dùng cái đồ phết bột đó, mình tạo nó thành một cái hình vuông có cái kích thước khoảng 13 x 13cm hoặc 14 x 14cm cũng được. Sau đó mình sẽ xếp cái tờ giấy nướng bánh lại thành cái hình vuông luôn ha. Còn nếu mà mình có khuôn á, thì mình cứ lấy khuôn mình cho vào. Diễm có lưu ý là cái marshmallow lúc mà mình làm tan á, là mình sẽ làm tan hoàn toàn cho nó mềm, nó dẻo luôn á. Thì mình cho vào cái giấy nướng bánh như vậy nó sẽ không có bị dính. Mình lấy cái tấm thớt á, mình đè lên trên giúp cho kẹo nó dàn đều ra. Và mình để cho kẹo nó nguội, nó đông lại ở nhiệt độ phòng á, từ 4-8 tiếng hoặc trong tủ lạnh từ 3-4 tiếng. Bây giờ mình đi làm cái kẹo vị sô-cô-la. Diễm có ở đây là 30g bơ lạc.
30g sô-cô-la, 70% cacao nha. Mình bật bếp lên, mình để ở cái lửa nhỏ ha, diễm để số 4. Và mình làm cho cái phần sô-cô-la bơ này nó tan đều ra. Sau đó mình sẽ cho vào 150g marshmallow. Và cách làm cũng như là với cái công thức cơ bản đó, mình khuấy ra ở cái lửa nhỏ cho nó tan mềm như vậy. Sau đó diễm cho vào 1 muỗng cà phê đường vani. Khuấy đường vani ra cho tan đều, rồi mình cho sữa bột ha. Sữa bột mình cũng cho 100g và mình chia ra làm 3 lần. Sau khi cho hết phần bột sữa thì cái hỗn hợp của mình nó được như vậy. Diễm cho vào 30g nho khô, 50g đậu phộng rang và 20g bánh quy giòn ha, là khoảng 5 cái á, mình bẻ ra nhỏ nhỏ như vậy nè cho nó đều, mình trộn lên ha. Sau khi thấy đều rồi thì mình cũng nhấc khỏi bếp và mình cũng cho ra cái tờ giấy nướng bánh á, mình tạo thành một cái hình vuông có cái kích thước cũng khoảng 13 x 13 cm, rồi mình dùng tấm thớt mình đè lên để mình dàn đều, rồi mình cũng để cho nó nguội ở nhiệt độ phòng ha. Bây giờ Diễm đi làm kẹo nougat vị cà phê sữa dừa. Bắt chảo lên bếp thì Diễm cũng cho 30g bơ, 30g cốt dừa ha, là coconut cream á, loại cốt dừa đặc. Mình cũng để cái lửa nhỏ nha, và mình làm cho cốt dừa và bơ này nó tan đều ra với nhau. Sau đó mình sẽ cho vào 2 muỗng cà phê là khoảng 3g, là cà phê hòa tan ha, cái hiệu này Diễm dùng nè. Cho cà phê vào á, thì mình khuấy cho cà phê nó tan đều hết trong hỗn hợp nước cốt dừa và bơ á, rồi mình mới cho marshmallow vào nha. Thì lượng marshmallow cũng là 150g. Mình khuấy đều ở cái lửa nhỏ ha, cho tới khi nó tan đều và nó chảy ra như vậy. Thì mình cho sữa bột, lượng sữa bột cũng là 100g. Mình cũng chia ra làm 3 lần nha. Và sau khi cho hết thì nó sẽ là như vậy. Đối với cái vị cà phê sữa dừa thì Diễm thấy mình sử dụng hạt điều nó rất là hợp. Diễm cho vào 80g. Và 20g bánh quy giòn mình cũng bẻ ra cho nó nhỏ. Mình trộn lên cho thật là đều ha. Và mình cũng trải đều ra cái tờ giấy nướng bánh luôn. Mình sẽ tạo thành một cái hình vuông cũng có kích thước khoảng 13 x 13 cm ha. Và sau đó mình rắc cái vụn dừa lên thì Diễm dùng khoảng 10g á. Có thêm vụn dừa này để tạo thêm cái độ béo và vị thơm cho cái kẹo. Và mình cũng ép lại ha, xếp giấy lại và mình dùng cái tấm thớt á, mình đè lên và mình để cho nó nguội, nó đông lại. Đây là kẹo Diễm để sau 8 tiếng ở nhiệt độ phòng, tại vì nhà Diễm cũng mát á, vì vậy Diễm không có cất tủ lạnh. Để mình mở ra, kẹo khi nguội á, là nó sẽ tróc ra khỏi cái giấy ha, lúc mà còn nóng á, thì nó sẽ bị dính, nhưng mà nguội thì mình lấy ra như vậy rất là dễ. Sau đó tùy mình thích cái kẹo có kích thước như thế nào thì mình cứ cắt thôi. Thì cái kẹo này á, Diễm cắt á, mỗi viên kẹo nó có cái chiều dài là 5cm và chiều ngang là 2cm. Kẹo đạt á, là khi nó đông lại mình mở ra mình thấy nó có một cái độ bóng ha. Nó cứng nhưng mà khi mà mình ăn á, mình sẽ cảm nhận được cái độ mềm dẻo ngon lắm. Và Diễm lưu ý là lúc mà mình cắt ra đó mình đừng có nên chồng nó lên nhau, như vậy nó sẽ bị dính. Mình nên để nó rời và nên lót cái màng bọc thực phẩm ở bên dưới. Đây là cái kẹo cơ bản nè. Từ cái kẹo này á, mình có thể pha thêm những cái loại bột rau củ á, tạo thêm màu hấp dẫn lắm. Nếu mà mình không có cái mứt vỏ cam, vỏ chanh á, thì mình có thể cho tí xíu cái vỏ cam chanh bào á, và cũng ngon. Còn đây là cái kẹo sô-cô-la nè, nó sẽ cứng hơn tí xíu so với cái kẹo cơ bản. Còn kẹo cà phê sữa dừa thì cái hương vị rất là hấp dẫn luôn. Kẹo sau khi gói xong thì mình bảo quản trong tủ lạnh nha. Khi ăn nếu mà thích cái nó mềm á, thì mình mang ra ngoài mình để khoảng nửa tiếng là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những viên kẹo thiệt là đẹp và ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.